mênh mông và sâu thẳm ôi đại dương mênh mông và sâu thẳm ôi tâm sự nỗi buồn của người vượt biển đi tìm tự do. Từng đoàn tàu đi đi về biển xanh cùng chung ước mơ đi tìm tự do. Từng đoàn người đi mong bước chung dương cùng nhau bước trên đất mơ thanh bình. Từ những dòng sông nhỏ khắp các miền quê hương, thuyền ai ra đi trong đêm tối vượt biển tìm bến bờ tự do. Có chiếc thuyền đêm nào bị trần bắt trên sông, tổng giam vào ngục tối tàng giấc mơ tự do. Có chiếc thuyền con nào trên khơi qua bao ngày, trời làm cơn giông bão vùi chôn đáy biển sâu. Từ những dòng sông nhỏ khắp khát miền quê hương, thuyền ai ra đi trong đêm tối vượt biên tìm bến mơ tự do. Có chiếc thuyền ôm nào gặp tặc thái trên khơi, thương cho người em gái nhục thân chết bên thuyền. Có chiếc thuyền ai kia lên đên trôi vô định, nhớ trời thương dòng ruôi về bên bờ. Vô đó. Có đường mòn này vô ai vô. Chị Đạt có đi đó. Có cái đường đi này. Để phải vô tới cái gì. Em thì sợ bước sâu hả? Thì cũng có người đi vô rồi. Không có ai đi làm trước. Ừ, cái này. Cũng có đường mòn cái gì. Là những người yêu kỷ niệm không nè. Chụp từ cái ba nách này cho giờ còn một cái ba nách này tao gì. Đi đi. Dì nhảy qua nha, đừng có bước ta rác nó có số không ta? Có, mà trời không con người. Tôi thấy rồi. Vô tới đây mà không vô cái barrack này là uổng lắm, uổng phí cả cuộc đời. Tại rác vô nè. Lên luôn, được vô rồi, vô lề rồi. Đấy rồi. Anh em ta về, cùng nhau ta sum họp này. 1, 2, 3, 4, 5. Tại vì hồi đó mình nhỏ, mình còn nhỏ mình thấy nó lớn, rồi mình lớn mà mình thấy nó nhỏ. Nửa bên này thì đây này, nó ngang như vậy đã. Hồi xưa một phòng này là 5 người hả? 5 người đúng rồi, trên 5 dưới 5, nó một phòng người đó. Cái phòng một người, cái phòng 5 người đó. Đúng rồi, nữa. Đây là những cái tàn tích duy nhất còn lại tại trại tị nạn Ga Lăng mà chúng ta thấy được ngày hôm nay. Đây nó có barrack này rồi, cái này là cái hay. Cái lúc em mở nó lại khác, cái lúc em mở 182 cái barrack nó khác. Đó mà khác đâu, nó y vậy khác đâu. Nó là Nam cũng nó hai cái phòng này nó chỉ ngăn cái vách chính giữa thôi. Nói chung. À, như vậy là chắc Hồ Đức rộng hơn hả? Anh Đức khỏe hơn đâu. Đức là Hồ Đức dưới này nè. Dưới đây là để cái bàn ăn thôi. Đúng rồi. Thôi anh Đức ở dưới này nấu ở trên ngủ. 589 BG chỉ có 1.900 người. Hồi đó BG là sướng lắm. Lúc đó em nhờ mấy ông ba ba. Đúng rồi. Chứ còn thường phòng mình khoảng 4 người. 4 người ở dưới mà ăn uống. Ở dưới ăn uống thôi. Đúng rồi. Ngủ trên. Cái thời anh này lại thời tụi tôi ở trên 5 mấy ngàn người làm sao mà mình được ở 20 mấy xuống 21. Nằm trên đó mình ở chung mấy người chung ở chung vậy. Các bạn lúc mình lên là lật sạc đuổi mấy bạn trai ra mở cửa để hai đồ. Người ta đâu có chỗ đâu. Nó như vậy. Nhưng mà về sau có mấy cái tháng cuối cùng ghê hồn. Về tháng 8 tháng 9 nó vô quá trời đó. Tối YouTube. Cái lan can đó, bỏ cái ở trên đó. Giờ nó muốn sập cái này. Những bức ảnh này là vô giá. Dạ, không bao giờ còn lại. Lần sau Hiếu trở lại không còn nữa đâu. Những anh em nào khác mai mốt mà có trở lại có thể là nó collab. Cái này xưa tụi em ở như vậy chị Xuân. 50 một cái chỗ này. Chị Phụng, chị Hải, chị đâu mấy chị suy nghĩ cảm tưởng như thế nào khi đứng tại cái barrack của người tị nạn như vậy. Thấy buồn nhiều mà cái nhớ lại những gì mình đã sống. Tôi sống cho tôi những ngày đều hoang tàn như vậy tự nhiên thấy buồn. Chị Châu, chị có muốn chia sẻ thêm về cái cảm tưởng, cái suy nghĩ của chị khi mà chị trở lại bước trên những cái barrack ngày xưa? Mình đã từng sống. Nhìn nó có giống không vậy? Giống. Với những người tôi luôn tâm. Tôi đã vui chơi trên quê hương. Chị Vân, chị nghĩ như thế nào? Nói không nên lời. Nói không nên lời. Cảm động. Mình tưởng tượng không hiểu là tại sao hồi đó. Bỗng lạnh lùng từ chơi đời. Chịu đựng hay, cái sức chịu đựng của con người rất là hay. Chịu đựng mà chịu đựng trong khắc khoải. Trong sự lo âu, hồi hộp, trong sự lo lắng của Thanh Lộc, trong bao nhiêu chuyện. Anh mắt thở như kiếp sống như hoàng. Tôi đã vô tâm nhìn người dân mất đất, quên những hận thù kẻ cướp mất quê hương. Tôi đã quên tôi chính là người thân nhân. Tôi đã yên tâm buông trôi những lời thề. Tim đã chết không làm người quá khứ. Lương tâm đâu rồi hỡi những người lưu vong. Tôi đã quay lưng với những người đã khuất. Anh mất thở vui kiếp sống huy hoàng. Tôi đã vô tâm nhìn người dân mất đất, quên những hận thù kẻ cướp mất quê hương. Tôi đã quên tôi chỉ là người thuyền nhân. Tôi đã yên thân buông trôi những lời thề. Tim đã chết không làm người quá khứ. Lương tâm đâu rồi và tôi lại đây. Lương tâm đâu rồi hỡi những người